Tô Nam xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Chỉ với 24 triệu 500 nghìn đồng, các bạn sẽ có ngay một mẫu xe Honda Way RXFI 110 của năm 2023 với phiên bản trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa và một màu sắc cực kỳ ấn tượng, đó là màu đen nhám. Đi kèm với đó là bộ tem màu vàng cực kỳ đẹp các bạn nha. Với dòng chữ Special Edition, một phiên bản đặc biệt của năm 2023. Và ngày hôm nay mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 4D đối diện với khách sạn Mường Thanh để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Rồi các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Để thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thì mình sẽ đi soi chi tiết cận cảnh và cụ thể một phiên bản màu đen nhám với bộ tem màu vàng kết hợp với nhau rất ấn tượng cho năm 2023. Soi chi tiết các góc độ, sau đó sẽ báo giá. Ngoài phiên bản này ra, mình sẽ báo giá thêm hai phiên bản nữa để các bạn có thể tham khảo thêm. Cụ thể trong thời điểm ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1 của năm 2023, bước sang năm mới rồi, Top 5 xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn có một cái năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều may mắn và sức khỏe thật tốt các bạn nha. Đây là phần đầu xe trên mẫu xe RX, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Một màu đen tuyền luôn. Các bạn nhìn thoáng qua rất giống mẫu xe Honda Winner V1 trước đây các bạn nha. Nhỏ gọn, thanh thoát, đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của một mẫu xe số phổ thông, đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy là phiên bản nằm giữa. Ngoài ra còn có thêm cái phiên bản sử dụng phanh cơ vành nan và một phiên bản cao cấp hơn trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc. Đây các bạn có thể nhìn ở góc độ phía bên đây nữa. Đây là hệ thống phanh đĩa vành nan hoa trên mẫu xe. Đi cùng với đó là ngàm phanh Nissin 1 piston. Kích thước lốp là 70/90/17 cho lốp trước của xe. Các cái tạo hình trên xe được Honda trau chuốt rất nhiều các bạn nha, đặc biệt là những khe thoát gió ở phần yếm trước của xe và hai bên hông xe. Logo RX ấy được in chìm, dán tem lên cùng với logo Special. Đây là một phiên bản phanh đĩa vành nan nên không có cái logo in nổi 3D giống như những phiên bản phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Các bạn nhìn thêm một góc độ phía sau xe này nữa. Kích thước lốp sau là 80/90/17. Đi kèm với đó là chiều cao yên xe ở mức là 760mm, rất phù hợp với vóc dáng người Việt Nam chúng ta. Hệ thống đèn hậu phía sau cũng rất là gọn gàng luôn, các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết. Hai đèn xi nhan tích hợp chung với phần đèn hậu của xe. Phần phía sau này các bạn nhìn cũng rất giống với mẫu xe Honda Winner V1 các bạn nha. Rất giống luôn, ở mọi góc độ để các bạn có thể nhìn ngắm thông qua video của mình. Còn về phần mặt đồng hồ của xe thì analog này, dễ dàng quan sát các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn chứa đựng đầy đủ. Khoảng sáng gầm xe trên mẫu xe hiện tại là 135mm. Thêm một góc độ nữa để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe ở đây. Phuộc trước dạng ống lồng giảm chấn thủy lực các bạn nhé. Còn phuộc sau lò xo trụ giảm chấn thủy lực. Đi kèm với đó là loại động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng không khí, cho ra công suất tối đa vào khoảng tầm 6,46 kW tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 8,7 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Hiện tại mức tiêu nhiên liệu chỉ 1,7 lít trên 100 km mà thôi. Giá bán hiện tại 24 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình. Mình sẽ tiến về phía sau để có thể gửi thêm cái các bạn ấy, các cái phiên bản khác để các bạn có thể theo dõi thêm. Đây là hai phiên bản nữa, phanh cơ vành nan hoa như chiếc xe ở giữa các bạn đang theo dõi và phanh đĩa vành đúc với hai màu sắc đỏ đen và xanh dương đậm. Hiện tại phiên bản phanh cơ vành nan hoa đang được bán với giá vào khoảng tầm 23 triệu 500 nghìn đồng, rẻ hơn 1 triệu so với phiên bản phanh đĩa vành nan hoa. Còn trong thời điểm hiện tại, phiên bản phanh đĩa vành đúc các bạn nha, đang có mức giá bán cao nhất là 26 triệu 500 nghìn đồng trong lúc này. 26 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản phanh đĩa vành đúc trên mẫu xe RX mới của năm 2023. Đã giảm đi một chút ít so với thời điểm khi mẫu xe này mới ra mắt vào khoảng đâu đó vào khoảng tầm từ 27 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành đúc. Nay chỉ còn 26 triệu 500 nghìn đồng mà thôi. Có thể nói trong thời điểm này mẫu xe RX là một mẫu xe đáng để quan tâm hơn cả. Người dân phía Tây Bắc mình lựa chọn rất nhiều mẫu xe này làm phương tiện di chuyển cho mình bởi kiểu dáng thiết kế của nó đẹp, phong cách ấn tượng.
Đi kèm với đó là rất nhiều những trang bị, đặc biệt là hệ thống phun xăng điện tử FI. Khối động cơ là 110 nhưng nó nhỉnh hơn rất nhiều so với những cái mẫu xe như Honda Grandpa và Honda Blade. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng lý tưởng hơn, các bạn có thể lưu ý cho mình. Chỉ 1,7 lít trên 100 km, trong khi đó mẫu xe Honda Blade là hơn 1,8 lít, còn mẫu xe Honda Grandpa là 1,9 lít các bạn nhé. Thiết kế trau chuốt đẹp, có nhiều phiên bản để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Rất cụ thể và chi tiết thông qua video ngày hôm nay. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình, hoặc có thể thông qua số điện thoại của đại lý 02133878838, hoặc các bạn có thể đến với xe máy Lai Châu, giá bán cũng sẽ tương tự với số điện thoại 0969188283, sẽ được anh Thứ của xe máy Lai Châu tư vấn cụ thể gửi đến bạn. Mình sẽ để số điện thoại này ở phần mô tả của video để các bạn có thể lưu tâm lưu ý theo dõi, cũng như là gọi trực tiếp để được tư vấn cụ thể, có cả Zalo luôn các bạn nha. Một màu sắc rất đẹp của năm 2023. Rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình muốn mình quay cận cảnh chi tiết phiên bản màu sắc này. Thực sự ra thì mình đã quay khá nhiều ở tất cả các màu sắc rồi. Các bạn có thể vào kênh top 5 của mình hoặc kênh Zalo các bạn nha, để có thể tham khảo các màu sắc còn lại. Mình quay khá là chậm, cận cảnh và chi tiết tất cả những màu sắc để gửi đến bạn thông qua video ngày hôm nay. Rồi, các đó là của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.